Kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Góc nhìn tôn giáo hôm nay. Chương trình chúng tôi đang chia sẻ về cái tinh thần tương thân tương ái trong các tôn giáo. Và trước khi mà rời cái phần 1 thì chúng tôi có kể câu chuyện của người Samarita nhân hậu ở trong Kinh Thánh, và ước muốn nói lên là trong tinh thần Thiên Chúa giáo thì cái sự giúp đỡ tương thân tương ái không chỉ giới hạn ở trong gia đình, bạn bè, người thân của mình, mà còn phải xa hơn nữa là những người, ngay cả những người mình không thích hoặc là những kẻ thù của mình. Kính thưa Hòa Thượng cũng như kính thưa Cư Sĩ Dũng, thì không biết là bên Phật giáo cái điều này dạy như thế nào, về thương yêu những người chung quanh, về thương yêu kẻ thù của mình như thế nào? Tại thật sự thì do Thái giáo rất là khác. Do Thái giáo là mắt đền mắt, răng đền răng. Kính thưa quý vị, hiện hữu trong cái giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy, và đồng thời ở các người tín đồ ở trong cái buổi giao thời ở cái vùng miền Tây đó thì thấy rất là rõ. Trong cái giai đoạn mà chiến tranh và phải thật sự mà nói đó, có phân chia rất rõ ràng là kẻ thù giữa người Việt của chúng ta và Pháp, và người Phật giáo Hòa Hảo với Việt Minh. Nhưng mà trong các giai đoạn đó thì cái người chiến sĩ của Dân Xã Đảng và người chiến sĩ của trong các lực lượng Phật giáo Hòa Hảo đó có cái tinh thần giúp đỡ cho những người mà theo Pháp mà đã có cái thành tích không tốt đối với lại dân ở địa phương. Rồi đồng thời như ở cái trận mà đi xuống ở vùng cả Thờ Thượng, cả Thờ Hạ đó, thì đó là một cái trận chiến mà khi các quân đội khác nó tấn công Phật giáo Hòa Hảo thì đi xuống ở cái vùng đó thì nó có cái sự tương trợ lẫn nhau giữa các lực lượng ở Việt Minh ở dưới đó. Thành ra ý là đã là kẻ thù, nhưng mà trong những cái giai đoạn mà khó khăn nhất mà để hợp tác lại với nhau thì các cái tùy duyên, những cái duyên tốt mà người tính Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy để giúp đỡ vậy. Chúng ta thấy rằng trong cái tinh thần tương thương ái mà giúp đỡ những cái kẻ thù đó, như cái mẫu chuyện là một cái ông quan, ông giúp đỡ cho một cái người lính ở trong cái đội của ông. Thì cái ông lính đó, ông rất là thù ông quan này, nhưng mà khi mà ông lính, ông quan này ông giúp được gì xong rồi, ông tự ký chuyện nó bình an, không có chuyện gì. Nhưng mà sau đó rồi đó thì trong một cái trận chiến thì cái ông quan này đáng lẽ sẽ bị bên kia bắn chết, nhưng mà cái anh lính này là người đứng ra để mà giúp đỡ, để cứu sống ông quan. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái tinh thần mà mình giúp đỡ kẻ thù như vậy để mình xoa dịu cái tính mà thù hận với nhau, quán với nhau, và đồng thời nó sẽ tạo lên một cái năng lượng tốt mà giữa người với người trong tinh thần tương thân tương ái. Dạ vâng. Cảm ơn Cư Sĩ Dũng. Xin mời Hòa Thượng chia sẻ một chút về Phật Pháp về điều này. Kính thưa quý ngài và quý vị, có thể nói rằng đối với Phật giáo họ có kẻ thù không? Họ có kẻ thù không? Nếu mà câu trả lời mà đúng nghĩa là không có kẻ thù, không có kẻ thù, mà chỉ có những đối lực, những cái sự khó khăn đó, khó khăn mình phải vận dụng. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một câu mà ai trong đạo cũng đều biết, đó là nó là hận thù không thể dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đó là định luật thiên thu, tức là đó là một mẫu mực, đó là một lý tưởng. Nhưng mà mẫu mực và lý tưởng đó ai hiểu được và ai có thể sống và thực hành được thì điều đó là một sự thách thức của mỗi người của chúng ta trên con đường thực hiện niềm tin và lý tưởng của mình. Cho nên trở lại tức là cái hận thù nó không thể diễn ra, tại vì cái đó nó là một sự chứa đựng của cái sự sân hận. Nhưng mà đối với tôi thì trên cơ bản vậy, nếu ví dụ cho rõ ràng, tôi có thù cộng sản không? Thật sự để cộng sản ngày nào làm khổ dân tộc thì tôi phải biết rằng họ là kẻ làm khổ dân tộc, tôi không thể đồng hành với họ được. Nhưng mà nếu mà lý do gì đó mà tôi có thể cải hối họ được thì tôi làm, mà nếu lý do gì đó họ làm cho tôi chết thì tôi cũng không phải là tôi thù, là tôi phải giống như mà tôi phải thề rằng tôi sinh ra là tôi phải thanh thản cái mối hận này không. Nếu mà lý do gì đó họ làm tôi chết rồi thì
tôi cũng không có chuyện gì mà hận thù họ, nhưng mà tôi không thể chấp nhận khi một người kẻ khác làm khổ kẻ khác mà làm khổ gì dài, thì tôi không thể chấp nhận được chuyện đó. Có nghĩa là tôi ghi nhận chuyện đó. Vâng. Vâng, cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, thì hôm nay mình đẩy xa tí xíu nữa, nói về cái việc mà tương thân tương ái. Ví dụ như là cái công việc mà chúng ta đang làm, kêu gọi về cái ghi danh vào danh sách hiến tủy để cứu giúp những người khác. Đồng thời không chỉ có hiến tủy không, khi mà mình cho như vậy đó, mình cho một phần thân thể của mình. Rồi đồng thời nhiều khi ở trong cái lĩnh vực y khoa đó, có nhiều khi mình cho những cái phần khác của thân thể mình nữa. Ví dụ như cho về thận, có rất là nhiều người họ hiến một cái trái thận họ cho một người khác, hoặc là có thể hiến một cái phần của cái gan họ cho một người khác, có thể một phần nào đó cơ thể họ cho người khác. Nói về bên bên Công giáo đó, thì mình kêu là self mutilation, tức là mình phá hoại cái thân thể mình không được. Ví dụ như bây giờ mình làm xăm mình này nọ đó, là những cái đó là những cái điều không có cho phép ở trong cái tín điều của cái giáo lý của bên Công giáo. Thì như vậy thì mình khi mà mình cho một phần thân thể mình như vậy đó, là giống như là mình hủy hoại cái thân thể của mình. Như vậy thì đối với quý vị, theo cái nhìn của mỗi tôn giáo đó, thì chúng ta có thể làm được cái việc đó hay không, chúng ta có thể cho một phần cơ thể chúng ta hay không, mà cho như vậy thì hủy hoại thân thể như vậy đó, thì có được hay không? Xin mời cư sĩ Dũng. Dạ, ở cái điểm này người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong cái tứ ân đó, quan niệm rất là rõ. Quỷ hoại thân thể không nên, mà quỷ hoại không thể không nên là gì, là tại vì mình tự sát tự, hoặc là mình làm thế nào đó mà khi mà cái thân xác của mình nó ra đi rồi, nó không phục vụ được cho ai, mà nó phục vụ cho cái sự tự ái của mình, hoặc cái sự oán hờn gì cái gì đó mà mình tự mình làm chết. Nhưng mà chính vì cái trong thân thể của chúng ta là cái ơn với lại của đời và người, mình thọ ơn, thành ra khi mà mình cho một trái thận, cho một cái võng mạc mắt, hoặc là cho một cái gì trong cơ thể mình cho đến người ngoài, đó là một cái ơn mà cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo khuyến khích mỗi người. Do đó ở đây nó xin nói thêm, ở trong cái bằng lái xe đó thì đại đa số chúng tôi khuyên những người trong đồng đạo chúng tôi là đều có ghi trong cái phần đó là cống hiến hết. Dạ, thành ra đó là một cái động lực ở trong giáo hội đó, khuyến khích, và đồng thời là một cái niềm tin, và đó là một cái cách hành xử đạo tứ ân, mà khi mà chúng ta hiến cơ thể thân thể chúng ta cho một người khác để cho người khác được mạnh lành. Vì ở trong chư tổ thường có nói mà vì xây chính bậc phù đồ không bằng lập cứu cho một người, và phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thành ra đó là một cái tinh thần rất là tốt mà chúng tôi khuyến khích nên làm, không có hại gì về cái vấn đề mà giáo lý. Xin mời Hòa Thượng. Dạ, thưa quý ngài, thưa cha, đặc biệt cha nói về cái hiến tủy đó, ở đây thì chúng ta cũng nên phổ biến cái thông tin này, cái hiến bằng cách nào, và hiến như vậy thì cái việc mà sức khỏe của mình ai cũng có thể hiến được, mà hiến như vậy thì nó có liên quan gì vấn đề sức khỏe họ quan tâm, họ để họ hiểu, thưa cha? Dạ vâng, thật sự thì cái vấn đề hiến tủy rất là dễ. Thứ nhất là những người mà bệnh nhân họ bị ung thư đó, ung thư máu đó, bởi vì cái tủy của họ làm việc nó không có tốt đẹp, nó bị lệch lạc, cho nên vì vậy đó mà nó tạo ra những cái tế bào máu nó không có tốt, cho nên khi mà họ là chữa bệnh chemotherapy xong đó, họ giết những tất cả những cái tủy xấu, thì họ cần cái tủy tốt bỏ vô, nhưng mà cái tủy tốt nó phải match với lại cơ thể của họ, nó không có phản ứng lại. Vì vậy mà khi mà lấy ra như vậy thì cái tủy trong máu mình nó sẽ bị mất đi một chút xíu, và rồi cũng vài tuần sau thì cơ thể mình bình thường, nó sẽ tái tạo lại tất cả những cái điều mà mình cần thiết. Dạ, cho nên sẽ trở lại bình thường. Có thể mình cảm thấy chóng mặt, có thể mình cảm thấy mệt mỏi một vài ngày sau đó, nhưng mà sau đó thì cơ thể cũng trở lại bình thường. Kính thưa quý vị, thì giờ đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình một đôi phút để gửi đến quý vị một chút thông tin thương mại, rồi chương trình sẽ trở lại phần sau.